Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị trường IPO của châu Âu sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2009. World Cup nữ 2023, đội tuyển Đức cay đắng dừng cuộc chơi. Tấm séc do Steve Jobs ký được đấu giá hàng chục ngàn đô la Mỹ. Foxconn đầu tư 600 triệu đô la Mỹ sản xuất điện thoại và chip ở Ấn Độ. Nga thêm Na Uy vào danh sách các quốc gia không thân thiện. 100.000 người tị nạn Ukraine đối diện với viễn cảnh phải rời khỏi nước Anh. Loại thuốc mới tiêu diệt hàng chục khối u ung thư. Cùng những tin tức đáng chú ý khác. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thị trường IPO của châu Âu sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2009. Chỉ có 34 công ty ở châu Âu niêm yết cổ phiếu trong nửa đầu năm 2023 sau khi hoạt động tổng cộng 2,4 tỷ euro thông qua các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO. Các con số này đều ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009. Điều này cho thấy bức tranh u ám của thị trường IPO khu vực trong bối cảnh kinh tế suy yếu và sức hút của thương vụ IPO ở Mỹ. Số liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính châu Âu, viết tắt là AFME, cho thấy con số 2,4 tỷ euro huy động qua các đợt IPO trong 6 tháng đầu năm ở châu Âu đánh dấu mức giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường chứng khoán châu Âu đang gặp khó khăn trong việc thu hút các công ty niêm yết trong năm nay. Lãi suất tăng và lạm phát cao kỷ lục buộc nhiều doanh nghiệp phải gác lại kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Những công ty khác như hãng thiết kế chip Arm của Anh bị thu hút bởi nguồn vốn lớn hơn có sẵn ở Mỹ và chọn niêm yết ở New York thay vì là trong nước. Vào hôm 2 tháng 8, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản, công ty mẹ của Arm, đặt mục tiêu tiến hành IPO cho thiết kế chip này sớm nhất là vào tháng 9 tới, dựa trên mức định giá từ 60 đến 70 tỷ đô la Mỹ. Arm dự kiến huy động đến 10 tỷ đô la Mỹ trong đợt IPO sắp tới. Theo dữ liệu của Dialogic, thị trường niêm yết của Mỹ đối mặt với sự suy giảm nhẹ hơn trong năm nay với 75 công ty lên sàn trong nửa đầu năm và huy động được tổng cộng 11,5 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là số lượng công ty niêm yết và số vốn huy động từ IPO thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 2015. Tháng 7 chứng kiến các hoạt động IPO nhộn nhịp hơn ở châu Âu. Nhà sản xuất điện Hydroelectrica của Romania huy động được 1,6 tỷ euro trên sàn giao dịch chứng khoán Bucharest hồi tháng trước, trở thành công ty có thương vụ IPO lớn nhất châu Âu từ đầu năm đến nay. Thương vụ IPO lớn nhất của London ở Anh trong năm nay là công ty công nghệ tài chính CIB Payments huy động được 300 triệu bảng vào tháng trước. Nếu tính cả tháng 7, có tổng cộng 65 công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu ở châu Âu trong năm nay, huy động được tổng cộng 6,6 tỷ đô la Mỹ. Có rất ít cổ phiếu tăng giá tốt sau khi niêm yết. Trong năm nay, một nửa trong số 10 công ty IPO lớn nhất ở châu Âu có giá cổ phiếu giao dịch thấp hơn so với giá niêm yết. Tình trạng gần như đóng băng của thị trường IPO của châu Âu có thể kéo dài đến hết năm. Tháng trước, WeSoda, nhà sản xuất soda khang natri carbonate không ngậm nước của Thổ Nhĩ Kỳ, đã hủy kế hoạch niêm yết IPO dựa trên mức định giá 7,5 tỷ đô la Mỹ ở London. World Cup nữ 2023, đội tuyển Đức cay đắng dừng cuộc chơi. Đội tuyển nữ Đức đã phải cay đắng nói lời chia tay World Cup nữ 2023 sau khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc ở lượt trận sinh tử của bảng H.
Sau 3 lượt trận, Đức chỉ giành được 4 điểm, ngậm ngùi xếp thứ 3 sau Colombia 6 điểm, Maroc 6 điểm. Ở trận cùng giờ, Maroc đã đánh bại được Colombia với tỷ số 1-0. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng sau 9 kỳ World Cup nữ được tổ chức. Kết quả này có thể xem là cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu giải khi mà Đức đang đứng thứ 2 thế giới và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Càng sốc hơn nếu biết rằng cô trò huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg đã có khởi đầu hoàn hảo đến thế nào khi vùi dập Maroc đến 6-0 nhưng cuối cùng lại phải nhìn bại tướng của mình đi tiếp. Thất bại này lại khiến ký ức cay đắng ùa về với người Đức khi mà ở World Cup 2018, đội bóng nam của nước này cũng đã bị loại sau trận đấu với Hàn Quốc. Ở trận đấu đó, tuyển Đức chỉ cần thắng là sẽ đi tiếp, nhưng cuối cùng lại để thua 0-2 và phải cùng Hàn Quốc về nước sớm. Như vậy, hai đội tuyển sẽ đại diện cho bảng H vào vòng 1-8 World Cup nữ 2023 là Colombia và đội bóng tân binh Maroc. Tấm séc do Steve Jobs ký được bán đấu giá hàng chục ngàn đô la Mỹ. Một trong những tấm séc đầu tiên của Apple được viết và ký bởi hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak đang được đặt giá hơn 60.000 đô la Mỹ. Theo nền tảng đấu giá RR Auction, tấm séc có kích thước 7,5 x 3 inch vẫn trong tình trạng tốt với đầy đủ thông tin kèm chữ ký của Steve Jobs và Steve Wozniak. Tấm séc của ngân hàng Wells Fargo trên đó ghi là chi trả cho công ty Ramblor số tiền 116,97 đô la Mỹ. Nó có số thứ tự thứ 2 và được ký vào ngày 19 tháng 7 năm 1976 trước khi Apple Computer chính thức thành lập 13 ngày và địa chỉ là nhà của Steve Jobs tại Los Altos. Apple Computer sau được đổi thành Apple ra đời ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi ba thành viên Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne. Trong đó, Jobs và Wozniak mỗi người giữ 45%, phần còn lại của Ronald Wayne là 10%. Theo thỏa thuận thành lập công ty, bất kỳ khoản chi tiêu nào trên 100 đô la phải được hai trong số ba nhà người sáng lập chấp thuận. Số tiền séc chi trả là để mua các bản mạch PCB cho sản xuất máy tính đầu tiên Apple 1. RR Ocean kỳ vọng bán được tài sản này với giá 50.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó đang được đặt ở mức 61.080 đô la Mỹ dù phiên đấu giá đến ngày 24 tháng 8 mới kết thúc. Hồi tháng 5, một tờ séc có chữ ký của CEO Apple quá cố Steve Jobs cũng được bán thành công với số tiền là 106.985 đô la Mỹ. RR Ocean cũng đang đấu giá một số vật phẩm hiếm liên quan đến Steve Jobs và Apple như máy tính Apple 1, iPhone thế hệ đầu bảng 8G, quảng cáo được viết tay bởi Steve Jobs, hợp đồng bán động sản và hợp đồng phát triển phần mềm soạn thảo văn bản có chữ ký của Jobs. Bên cạnh chữ ký, các kỹ vật liên quan đến cố CEO Apple cũng đang được định giá cao như đơn xin việc của ông được mua với giá 175.000 đô la Mỹ hay thư viết tay gửi cho người bạn thời thơ ấu là Tim Brown cũng thu về 300.000 đô la Mỹ. Foxconn đầu tư 600 triệu đô la Mỹ để sản xuất điện thoại và chip ở Ấn Độ. Hãng tin CNBC ngày 2 tháng 8 đưa tin Foxconn, nhà lắp ráp điện thoại thông minh iPhone, đang lên kế hoạch đầu tư 600 triệu đô la Mỹ vào dự án điện thoại thông minh và chip ở Ấn Độ. Chính quyền tiểu bang Karnataka của Ấn Độ cho biết tập đoàn Foxconn và công ty chip của Mỹ là Applied Materials cam kết đầu tư vào Ấn Độ hơn 360 triệu đô la Mỹ cho nhà máy linh kiện vỏ điện thoại và khoảng 240 triệu đô la Mỹ cho dự án sản xuất thiết bị bán dẫn. Dự án linh kiện vỏ điện thoại dự kiến sẽ tạo cơ hội việc làm cho 120.000 người và cơ sở sản xuất thiết bị bán dẫn sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 người dân Ấn Độ. Foxconn là một trong những nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà lắp ráp chính điện thoại thông minh iPhone của Apple. Nhưng công ty này đang tìm cách đa dạng hóa cả thị trường và danh mục sản phẩm của mình.
Hoạt động chính của Foxconn được đặt ở Trung Quốc, nơi có nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới. Nhưng gần đây, Ấn Độ đã trở thành mục tiêu trong kế hoạch mở rộng của Foxconn. Cho đến nay, Foxconn cũng đã cố gắng thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất chiếc bán dẫn, nhưng có rất ít thành công. Foxconn hiện chưa có bình luận nào về thông tin nói trên. YouTube cùng lúc tung 6 công cụ mới để đối đầu với TikTok. YouTube Shorts mới đây ra mắt 6 công cụ mới dành cho người sáng tạo nội dung. Nguồn cấp dữ liệu của ứng dụng tương tự như là For You của TikTok, còn người dùng không bị giới hạn đề xuất các nội dung. Forbes mô tả một trong những tính năng nổi trội của nền tảng này là cho phép người dùng sáng tạo dễ dàng các nội dung clip truyền thống thành dạng video ngắn. YouTube Shorts về cơ bản giúp bạn tạo ra những video có độ dài khoảng 60 giây, kèm theo đó là rất nhiều công cụ để chỉnh sửa video, hiệu ứng thú vị hay âm thanh để lồng ghép. Hàng chục tỷ đô la Mỹ đã được Google chi hào phóng cho những người sáng tạo nội dung, nghệ sĩ và công ty truyền thông để trải nghiệm thử YouTube Shorts. Ngay cả khi đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các nhà sáng tạo nội dung vẫn có thể kiếm về 10.000 đô la Mỹ một tháng từ YouTube Shorts của YouTube. Số tiền thanh toán thay đổi tùy theo mức độ tương tác và vị trí của người xem. Với mức hoa hồng khủng, các nhà sáng tạo nội dung sẽ có thêm động lực để tạo ra các video chất lượng cao để thu hút người dùng. Động thái trên đánh dấu bước tiến mới nhất mà YouTube đã giành lợi thế trong cuộc chiến video dạng ngắn, được đưa ra sau khi TikTok bắt đầu thanh toán hào phóng cho những người tạo video trên 60 giây. Meta ra AI tạo nhạc từ văn bản. AudioCraft là AI cho phép người dùng tạo nhạc hoặc âm thanh chuyên nghiệp chỉ từ đoạn văn ban đầu và mô tả nội dung cần thực hiện. AudioCraft tích hợp 3 nền tảng AI của hãng gồm MusicGen, AudioGen và Encode. MusicGen là AI do Meta phát triển từ năm ngoái với khả năng tạo âm nhạc từ văn bản đầu vào, trong khi AudioGen chuyên về hiệu ứng âm thanh và cũng tạo âm thanh từ văn bản, chẳng hạn mô phỏng tiếng chó sủa, còi xe, bước chân trên sàn gỗ. Encode là bộ phận giải mã âm thanh dựa trên AI được giới thiệu vào tháng 10 năm 2022. Hỗ trợ nén và giải nén các tệp âm thanh mà không làm giảm chất lượng. AI này cũng cho phép tạo nhạc chất lượng cao mà không cần sử dụng lượng văn bản đầu vào lớn. Tất cả được gói gọn trong AudioCraft giúp tạo âm thanh chất lượng cao, tính nhất quán lâu dài và dễ sử dụng. Meta cho biết Encode đã được đào tạo từ cơ sở dữ liệu hơn 20.000 giờ âm nhạc, tất cả do Meta sở hữu hoặc được cấp ghép đặc biệt cho mục đích huấn luyện AI. Đến nay, công cụ AI tạo sinh đã có thể tạo ra hình ảnh và video với độ chân thực rất cao từ văn bản. Tuy nhiên, lĩnh vực âm thanh vẫn đang bị tụt lại phía sau do độ khó cao hơn. Các công cụ AI tạo âm nhạc, ảnh, video hiện nhận phản ứng trái chiều. Trong khi một số nghệ sĩ sử dụng để giảm thời gian cho công việc, đa phần chỉ trích vì hành vi vi phạm bản quyền. Ở lĩnh vực âm nhạc, bài hát Heart on My Sleeve do AI tạo ra đã gây sốt với hơn 20 triệu lượt nghe vào hồi tháng 4, nhưng bị các hãng đĩa cáo buộc là đã đánh cắp sở hữu trí tuệ. Ngày 17 tháng 4, hầu hết nền tảng như Apple, Spotify, SoundCloud, Deezer đã xóa khỏi các hệ thống của mình. Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của các mô hình AI tạo sinh đặt ra thách thức lớn đối với ngành công nghiệp âm nhạc khi các hăng hái phải vật lộn với vấn đề phức tạp về bản quyền. Tờ Financial Times đưa tin hãng thu âm Universal Music Group đã gửi thông báo cho các dịch vụ phát trực tuyến như Spotify và Apple với mục đích kêu gọi chặn dịch vụ AI, lấy giai điệu và lời bài hát từ các ca khúc đang nắm bản quyền. Nga thêm Na Uy vào danh sách các quốc gia không thân thiện.
Ngày 3 tháng 8, chính phủ Nga đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về việc áp đặt các biện pháp chống lại hành động không thân thiện của các quốc gia nước ngoài. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng giới hạn số lượng công dân Nga làm việc tại các cơ quan ngoại giao của các quốc gia không thân thiện. Vì vậy, theo sắc lệnh mới, Na Uy chỉ được thuê 27 nhân viên người Nga. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết chưa nhận được thông tin chính thức về việc chính phủ Nga đưa Na Uy vào danh sách các quốc gia không thân thiện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Anniken Huitfeldt nói rằng điều này không gây ngạc nhiên. Bà chỉ ra rằng cả Nga và Na Uy đều quan tâm đến hoạt động của các mối quan hệ ngoại giao và các kênh thông tin liên lạc giữa hai nước, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Mối quan hệ giữa Nga và Na Uy đã xấu đi kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào hồi tháng 2 năm ngoái. Hồi tháng 4, Na Uy thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga mà Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc là tình báo. Ngay sau đó, Moscow cũng đáp trả bằng cách trục xuất 10 nhà ngoại giao Na Uy đang làm việc tại Đại sứ quán nước này ở Moscow. 100.000 người tị nạn Ukraine đang đối diện với viễn cảnh phải rời khỏi nước Anh. Hơn một nửa số người tị nạn Ukraine, tức khoảng 100.000 người, sẽ phải rời khỏi nước Anh khi chương trình tị nạn hết hạn vào tháng 9 năm 2025. Sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, chính phủ Anh đã tổ chức hai chương trình có tên là Ngôi nhà cho người Ukraine và Kế hoạch cho các gia đình Ukraine, cho phép những người tị nạn Ukraine được ở lại nước này trong vòng 3 năm kể từ ngày nhập cảnh. Cho đến nay, ước tính đã có khoảng 182.000 người Ukraine lưu trú tại Anh. Tuy nhiên, hơn một nửa số người này sẽ phải rời Anh trước khi hai chương trình trên hết hạn vào tháng 9 năm 2025. Một số thành viên đảng bảo thủ của đảng Quốc hội Anh hiện đang thúc giục chính phủ hành động để có thể đưa ra những chính sách cụ thể rõ ràng sớm để những người tị nạn Ukraine có kế hoạch về việc định cư. Trong khi đó, ông Robert Boland, người từng là thư ký tư pháp trong nội các dưới thời Thủ tướng Boris Johnson, đã kêu gọi chính phủ cấp cho người tị nạn Ukraine một quy chế định cư lâu dài hơn. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh cho biết chính phủ sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch định cư lâu dài cho người tị nạn Ukraine dựa theo tình hình chiến sự Ukraine. Nga và Ả Rập Saudi tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu mỏ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ giảm khoảng 300.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày trong tháng 9 tới. Ông Novak nêu rõ giảm sản lượng xuất khẩu nêu trên nằm trong nỗ lực cân đối thị trường dầu mỏ. Trước đó, Nga đã cam kết sản lượng dầu mỏ khoảng 500.000 thùng một ngày, tương đương với 5% sản lượng dầu mỏ của nước này từ tháng 3 vừa qua đến cuối năm 2023. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Saudi. Giá dầu mỏ tăng đáng kể sau khi hai quốc gia này tuyên bố cắt giảm sản lượng vào hồi đầu tháng 7. Theo đó, dầu Brent tăng từ 76 đô la Mỹ một thùng lên hơn 83 đô la Mỹ một thùng. Cùng ngày, một quan chức Ả Rập Saudi cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện việc tự nguyện cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày trên một tháng đến hết tháng 9. Theo một nguồn tin chính thức từ Bộ Năng lượng nước này cho biết, việc cắt giảm sản lượng có thể được gia hạn hoặc thậm chí là tăng mức cắt giảm. Sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Saudi trong tháng 9 sẽ là gần 9 triệu thùng mỗi ngày. Quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện được Ả Rập Saudi đưa ra để củng cố những nỗ lực phòng ngừa các nhóm tổ chức, các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng nhằm hỗ trợ ổn định và cân bằng thị trường dầu mỏ. Trong việc họp chính sách hồi tháng 6, OPEC cộng đã nhất trí hạn chế nguồn cung đến năm 2024. Theo kế hoạch, một ủy ban chuyên gia của OPEC cộng sẽ có nhóm họp trong ngày 4 tháng 8. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã lợi dụng sự phụ thuộc lâu dài của Nga vào vận chuyển và bảo hành ở châu Âu làm đòn bẩy để kiềm chế nguồn thu mua Moscow có từ dầu thô. Loại thuốc mới tiêu diệt hàng chục khối u ung thư. Các nhà khoa học đã tạo ra loại thuốc mới để tiêu diệt tất cả các khối u ung thư cứng trong cơ thể, trong đó có loại ung thư phổ biến như ung thư vú, phổi và da. Thuốc có tên là AOH-1996 được đặt tên theo tên của bệnh nhân Anna Olivia Healy,
Bé gái sinh năm 1996 đã qua đời vì bệnh ung thư u nguyên bào thần kinh vào năm 2005 khi mới 9 tuổi. Người dẫn đầu nghiên cứu là tiến sĩ Linda Mankas, bà đã gặp cha của bé Anna trước khi qua đời. Ông đã ký một tấm séc trị giá 25.000 đô la Mỹ để phòng thí nghiệm của bà có thể tìm ra loại thuốc chữa khỏi căn bệnh đang hành hạ con gái ông. Cuộc gặp gỡ truyền cảm hứng cho các nghiên cứu này của bà Mankas. Trong nghiên cứu, tiến sĩ Mankas và công cụ thử nghiệm thuốc trên 70 loài tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Trong các loài ung thư này có những loại phổ biến và gây tử vong nhiều nhất thế giới như ung thư vú, tuyến tiền liệt, não, buồng trứng, cổ tử cung, da và phổi. Kết quả cho thấy thuốc có thể tiêu diệt hiệu quả tất cả chúng. Nhờ tác dụng của thuốc, chu kỳ phát triển của tế bào ung thư sẽ bị phá vỡ. Các phân tử trong thuốc cũng khiến các tế bào ung thư có ADN bị hư hỏng, không thể phân chia. Nhờ cơ chế hoạt động này, thuốc đã có thể tiêu diệt mọi khối u ung thư cứng một cách có chọn lọc mà không làm hại đến các tế bào khỏe mạnh. Các bằng chứng thử nghiệm cho thấy AOH1996 là phương thức đầy hứa hẹn. Các phân tử trong thuốc ngăn khối u phát triển hoặc kết hợp được với các phương pháp điều trị ung thư khác mà không gây độc tính. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và Thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!